phẩm sau khi chúng ta test chiếc máy Dagio TK 500, chiếc máy đánh bảy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn. Vâng, bây giờ tôi sẽ test chiếc máy Dagio TK 500 này cho các bạn xem, và đối với tôi sẽ đánh bảy cá rô đồng, một cá vào. Và bấm công tắc để cho máy chạy. Vâng, sau khi kết thúc 60 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động và chúng ta hãy cùng nhấn nút để đẩy lên ra. Sau khi các bạn mở nắp này. Sau đây thì tôi sẽ test đánh bảy cá lóc cho các bạn xem. Vâng, sau khi chúng ta đổ cá vào, chúng ta sẽ cài đặt thời gian cho máy làm việc. Đối với cá lóc thì thời gian máy chạy sẽ là 90 giây. Chúng ta hãy cùng cài đặt lên. Tăng giảm thời gian, và đây là tôi đã cài đặt là 90 giây. Thì sau khi hết 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Tiếp đó thì chúng ta sẽ nhấn công tắc cho máy hoạt động để đánh loại cá. Kết thúc 90 giây thì máy sẽ hoạt động, và bây giờ chúng ta cùng mở cửa xả và nhấn công tắc để cho đẩy cá ra. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi dùng máy đánh bảy cá Dagio TK 500. Cá rất là sạch vảy. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta test chiếc máy Dagio TK 500, chiếc máy đánh bảy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn. Chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy đánh bảy cá TK 500. Chiếc máy này thì phù hợp với các cửa hàng hoặc là quán ăn có công suất lớn dùng để đánh các loại bảy cá. Sau đây thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Đây là chiếc máy của chúng ta. Đây là bảng điều khiển. Trên bảng điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh bảy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh bảy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 tu lô để đánh vảy cá và hai mặt sàn ở bên ngoài. Với 5 tu lô này thì các bạn có thể đánh vảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Máy đánh bảy cá TK 500 này thì có motor công suất là 2,5 kW và được bảo hành toàn quốc trong vòng 12 tháng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.